Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu phanh dầu, cầu xăng phanh dầu trục cá đăng nhé, thắng dầu thắng đĩa. Cái này bên em thì có các loại từ 60 cho đến 1,5 mét. Đấy, 60, 70, 80, 90, 1 mét, 1 mét 1, 1 mét 2, 1 mét 3, 1 mét 4, 1 mét 5, 1 mét 6. Các loại nó sẽ có từng thời điểm. Cầu sử dụng phanh dầu chân hoặc phanh dầu tay, ốc bắt tim chéo 7/10 các bạn. Tổng này là tổng củ heo dầu này là 2 xi lanh các bạn. Đây, sử dụng 2 xi lanh này. Đĩa phanh 180 này. Đấy. Đây, kết cấu của nó rất là chuẩn, ổn. Đấy. Sử dụng trục các đăng như này các bạn nhé. Có các loại như phanh dầu bằng chân, phanh tay. Tay thì sẽ có bên tay trái và tay phải. Và đặc biệt nữa là nó sẽ có phanh dừng đỗ, kể cả phanh tay các bạn nhé. Phanh tay nó sẽ có dừng đỗ dành cho các bác chân tay yếu. Như cây này là cây 80 cm, thì cây 80 các bạn có thể chọn cây 60 nắp bánh lên khoảng 67 cm. Đấy, thì đây là một cây cầu tổng thể như này. Thì bên em sẽ có bán rất là nhiều phụ tùng khác nhé, không chỉ một cây cầu này đâu. Đây, bên em thì có bán rất nhiều sản phẩm khác nhau nhé, không chỉ có loại cây cầu này đâu. Các bạn cần mua đồ gì thì liên hệ 0966818955 hoặc là 0983818955.